Em cứ đưa trách trách mình chồng như trách gì mình. Thì họ kêu con già như con đứa hết năm tháng. Ủa chứ mà như hôm bữa bà đủ, bà không đủ rồi, chẳng lẽ như bà chị Giao rồi Thái chị rồi cũng không đủ đi à? Bà chị Giao thì ở dưới tờ block nó chỉ đi Lào đi nè, thì đoan quét ngồi dọn dẹp ở đây Lào. Cứ làm sao mới xuống dưới, mà bà lớn đi thì bà không có giấy, còn bà chị Giao của mẹ đau. Cứ làm sao im lặng, cái em vừa thấy là chị vừa xuống cầu thang, chị la cái cầu thang. Em đai nhưng mà thôi chị đi, mà không biết có rủ mình thân nhưng mà kêu thôi chị đi đi, em không đi. Đủ là đứa chứ cũng nói mẹ đau thôi chứ cũng đâu có nói gì đâu. Mà chị Giao có sống được không? Chung là thì